ấn định thời gian Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc. Ngày 14 tháng 5, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống mới. Reuters dẫn thông báo trên nêu rõ, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh vào ngày 16-17 năm. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề của quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, xác định các lĩnh vực chính để phát triển hơn nữa hợp tác thực tế Nga-Trung và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đã đưa tin về chuyến thăm, cho biết hai bên dự kiến sẽ ký kết một số văn bản trong buổi hội đàm giữa các nguyên thủ. Ngày 7 tháng 5, ông Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống Nga 6 năm tiếp theo và đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy chính quyền cho giai đoạn mới. Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn nữa kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Bắc Kinh khẳng định không cung cấp sự hỗ trợ quân sự gây sát thương trực tiếp cho Nga và thể hiện quan điểm trung lập trong cuộc xung đột Ukraine. Tuy vậy, Trung Quốc cũng từ chối các yêu cầu từ phương Tây về việc lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow, nhấn mạnh rằng hai bên có tình bạn không giới hạn. Trung Quốc cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, đồng thời cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và Mỹ kích động chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.